Xin chào các em, các bạn sinh viên và xin chào các đại diện của các doanh nghiệp. Tôi xin giới thiệu rất nhanh gọn là chương trình học trực tuyến của Trung tâm Kết nối Đào tạo Doanh nghiệp Trường Đại học Thăng Long. Ở đây thì chúng tôi dùng một câu là for a better employability of our students, có nghĩa là chúng tôi làm việc ở Trung tâm Kết nối Đào tạo Doanh nghiệp, chúng tôi làm việc để làm sao mà sinh viên Trường Đại học Thăng Long khi tốt nghiệp ra trường sẽ có khả năng làm việc mà cao nhất có thể. Cách đây đúng một năm, vào cái ngày định hướng nghề nghiệp 24/4/2018, có khoảng gần 150-200 bạn sinh viên đến tham gia cái sự kiện đó. Và lúc đó là chúng tôi có đặt cái câu hỏi, các bạn có quan tâm đến một tài nguyên giáo dục trực tuyến nhằm giúp các bạn tự nâng cao khả năng soạn CV, soạn thư xin việc làm và chuẩn bị cho phỏng vấn không? Thì kết quả của khảo sát thì được thể hiện đây là có khoảng 96% là muốn có một cái tài nguyên giáo dục như thế, trong đó là 84% là rất mong muốn có một cái tài nguyên giáo dục trực tuyến như thế này. Cho nên hôm nay một năm sau thì từ tháng 3/2019 trung tâm đã ra một trang web e-learning, địa chỉ thì nó là uctlu.moodlecloud.com, nhưng mà để cho các bạn có thể dễ nhớ hơn thì có thể dùng cái địa chỉ là bit.ly/uctlu/học trực tuyến. Thế thì tại cái trang e-learning này các bạn sẽ thấy cái gì? Các bạn sẽ thấy có hai khóa học. Một khóa học đầu tiên đang sử dụng từ tháng 3/2019 là kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên, tức là giúp các bạn tự tìm hiểu khả năng của mình, tự soạn CV và chuẩn bị cho quá trình phỏng vấn. Khóa học thứ hai đang chuẩn bị và có thể là sẽ đưa vào hoạt động trong mùa hè năm nay, tháng 6/7/2019, là một khóa học tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp. Thế thì bây giờ trở lại cái khóa học về kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Nội dung thì như thế nào? Thì như các bạn thấy ở đây, thì nội dung cấu trúc của khóa học được thể hiện bởi những mô đun giới thiệu về khóa học, định hướng nghề nghiệp, giúp các bạn tìm hiểu bản thân mình, thế mạnh, thế yếu của mình nhằm chuẩn bị cho phỏng vấn và soạn CV. Các bạn là có thể vào tự do để tìm hiểu nội dung, còn thực hiện học tập thì các bạn là phải có một tài khoản đăng nhập, và tài khoản đó đăng nhập là được cấp miễn phí theo yêu cầu. Thế hiện nay thì cái khóa này thì chúng tôi đã thực hiện được hai khóa học tập trung, bắt đầu từ 1/3/2019 là khóa đầu tiên, khóa thứ hai là 1/4/2019. Mỗi khóa là kéo dài 10 ngày, tức là các bạn sinh viên nhận một tài khoản đăng nhập có 10 ngày để thực hiện các hoạt động học tập trong khóa học đó. Thì kết quả như sau là 72 sinh viên cho hai khóa học, nhưng mà đăng nhập mới có 30 sinh viên, rồi có quá trình học tập thì mới có 13 sinh viên, và học tập trên 50% hoặc là hoàn thành khóa học thì chỉ còn 9 sinh viên, và cuối cùng là có 7 sinh viên có khả năng nhận được một cái giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học. Cái đó để nói là mặc dù là miễn phí, mặc dù là một yêu cầu
xứng đáng của sinh viên quan tâm đến việc mà làm sao mà soạn được một CV, làm sao mà chuẩn bị được cho phỏng vấn. Thì cái việc mà họ không phải là một cái vấn đề đơn giản, bởi vì ở đây là các bạn là họp một mình. Mặc dù trong một khóa họp tập trung là chúng tôi có những cuộc họp trực tuyến để giúp, để vận động các bạn là có thể là hoàn thành nội dung của khóa họp. Nói để cho các bạn thấy là cái quá trình họp trực tuyến không phải là đơn giản và không phải là dễ như có thể là mọi người có thể nghĩ ra cách đơn giản. Thì chính bạn đã hoàn thành khóa học tập thì có đánh giá như thế nào? Thứ nhất, về cấu trúc khóa học thì nói chung là 100% thấy là khá hay hoặc là rất hay, và rất hay thì cũng là trên 50%. Về cái trải nghiệm nói chung khi học theo cái khóa học trực tuyến này thì cũng là 100% là thấy khá hay hoặc là rất hay, và đây là tỷ lệ thấy rất hay thì cũng là 1/2 của sinh viên đã hoàn thành được cái khóa học. Thì cái đó thì nó thể hiện là đối với chúng tôi mà những người mà đã xây dựng và cấu trúc khóa và đưa mấy cái nội dung cho khóa học này thì chúng tôi có một cái tin tưởng là cái công việc mà chúng tôi đang làm trong vòng 1 năm thì đã có một số kết quả nhất định. Thời gian học trung bình thì trước đây là chúng tôi đã ước lượng là thời gian để học toàn bộ khóa học này phải mất từ 4 đến 5 giờ học. Thực tế khi chúng tôi là theo dõi cái thời gian học trung bình của chính bạn sinh viên thì chúng tôi thấy rằng là thời gian trung bình các bạn học là phải 6,3 giờ đồng hồ. Thì cái đó nó thể hiện là nếu các bạn là muốn học tập cái khóa học này thì cái lượng thời gian trung bình mà các bạn phải đầu tư trong vòng 10 ngày là cũng phải khoảng từ 6 đến 7 tiếng. Có một số bạn thì hoàn thành công việc và nộp một cái CV. Đây là một bạn Hoài Thu. Thì bên trái là cái CV mà bạn đã làm ra với một cái dịch vụ trực tuyến là topcv.vn. Thì chúng tôi nhận cái CV và chúng tôi đã có một số góp ý, và chúng tôi là căn cứ vào cái nội dung của khóa học tập, chúng tôi đã chỉnh lại cái CV thành một CV 2 trang, là không được tối hóa, thành một CV 1 trang được tối hóa như bên phải. Rồi cuối cùng là tôi đã nói là có một khoảng 10% các sinh viên mà tham gia khóa học tập nhận được cái giấy chứng nhận. Thế trong cái forum mà trực tuyến có một bạn sinh viên đã hỏi chúng tôi, thế giấy chứng nhận này là để làm gì? Giấy chứng nhận là chứng nhận đã hoàn thành cái khóa học. Và như các bạn thấy, không phải là bất kỳ ai có thể hoàn thành được cái khóa học. Mới có 10% các bạn hoàn thành khóa học và có đủ điều kiện để hệ thống sẽ cung cấp một cách tự động giấy chứng nhận. Tức là 10 bạn học mới có 1 bạn nhận được cái giấy chứng nhận. Cho nên cái đó là một cái thử thách. Cái việc mà cái giấy chứng nhận, giá trị của nó là gì? Giá trị của nó là để công nhận là các bạn đã trải qua cái khóa học và các bạn đã đi hết cái chặng đường của cái khóa học này. Và cái đó thì chúng tôi là đã cấp cho các bạn là cái giấy chứng nhận là các bạn đã hoàn thành được cái khóa học. Tức là các bạn đã có đủ đã có đủ nỗ lực, đã có đủ kỷ luật để thực hiện một mình trước máy tính là cái khóa học. Cho nên bạn có sẵn sàng thử thách mình không? Bạn có thể làm tăng lên tỷ lệ 10% này hay không? Bạn có thể là trở thành một trong những người hoàn thành được cái khóa học này và nhận được cái giấy chứng nhận hay không? Thì cái đó là chỉ có các bạn là có thể tự xác định. Xin cảm ơn.